Ngày 21 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục họp phiên toàn thể để thảo luận các báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cùng các báo cáo về công tác phòng chống tội phạm do vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Trước khi tiến hành thảo luận, Quốc hội đã trình bày các báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác của Tòa án Nhân dân năm 2023, công tác thi hành án năm 2023 và công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Đồng thời nghe báo cáo thẩm tra về các nội dung này của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Tham gia thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Song song đó, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là đối với người dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với các loại tội phạm. Mặt khác, đại biểu cũng đề nghị cần có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các tội phạm có hình thức biến tướng mới như núp bóng công ty luật, công ty tài chính, để đòi nợ thuê, tội phạm về tín dụng đen, ma túy. Trong khi đó, đóng góp ý kiến vào công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu đề nghị chính phủ cần nhìn nhận những hạn chế trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng để có giải pháp hiệu quả hơn, nhất là vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời cần tập trung hơn nữa việc chống tham nhũng vặt cùng tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, đại biểu còn đề nghị cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.